Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Việt Cường, người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều thách thức đặt ra đối với ngành thủy sản Việt Nam trong năm 2017. Không chỉ giảm lãi suất mà còn phải kiềm chế lạm phát. Đây là những mục tiêu được ngành ngân hàng Việt Nam đặt ra trong năm mới. Nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái việc tức là ngân hàng trung ương mở rộng tín dụng tới đâu, hoặc là tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng tới đâu. Sự bứt phá về số lượng du khách trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua đã khiến du lịch Việt Nam bội thu ngay từ đầu năm. Vấn đề này sẽ được làm rõ cùng vị khách mời có mặt trực tiếp tại trường quay trong một ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chủ trì hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam vào sáng ngày 6 tháng 2 tại Cà Mau, chiều ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam và thế giới về xuất khẩu tôm. Sản phẩm chủ lực của công ty Minh Phú là tôm sú và tôm thẻ chân trắng, đang xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng kim ngạch xuất khẩu tôm năm ngoái đạt khoảng 535 triệu đô la Mỹ. Đánh giá cao mô hình nuôi tôm trong rừng nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị công ty nghiên cứu để vừa phát triển nuôi tôm, vừa bảo vệ rừng và môi trường. Với lực lượng lao động lớn, Minh Phú cũng cần quan tâm đến đời sống người lao động, dành mặt bằng nguồn lực đầu tư nhà ở cho công dân. Với sự hỗ trợ của chính phủ, các bộ ngành địa phương, Thủ tướng mong muốn Minh Phú phấn đấu đạt 2 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu vào năm 2021, góp phần sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, 3,1 tỷ đô la Mỹ, con số đang được hiển thị trên màn hình phía sau tôi đây, là kim ngạch xuất khẩu mà ngành tôm Việt Nam đạt được trong năm 2016. Mặc dù tăng trưởng nhưng con số này vẫn chưa tương xứng với những gì mà ngành tôm đang có. Lý do bên cạnh những thuận lợi thì ngành hàng này vẫn còn đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, thì năm 2017, ngành thủy sản sẽ còn gặp nhiều thách thức khi mà giá thành sản xuất cao, dịch bệnh nhiều. Bên cạnh đó thì hạn hán và xâm nhập mặn có thể làm giảm sản lượng và tăng nguy cơ dịch bệnh với ngành tôm. Khó khăn không chỉ đến từ những yếu tố khách quan mà còn cả những nguyên nhân chủ quan. Đó là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Bơm, xả, xử lý nước là một trong những khâu quan trọng của quá trình nuôi tôm. Tuy nhiên thì tại những vùng trọng điểm nuôi tôm nước lợ của đồng bằng sông Cửu Long, cái khó lớn nhất đó chính là các hệ thống thủy lợi chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Đó là thách thức mà hàng triệu người nuôi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt. Thiếu hệ thống thủy lợi, gần như bà con phải bị động trong sản xuất. Đơn cử với người nông dân này, cứ vào vụ thả nuôi mới, ông lại lo lắng vì phải xả lấy nước vào ao tôm của mình trong điều kiện không đảm bảo. Giả sử cái ao này nó là bị bệnh, mà đưa cho môi trường, thả ra môi trường thì bà con khác lấy vào, thì nó thành một cái dịch bệnh, ổ bệnh đấy. Đấy là một cái mà nông dân trăn trở rất là khó khăn. Chính điều này đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguồn tôm nguyên liệu. Cũng về vấn đề nguyên liệu, nỗi lo lớn với ngành tôm nước ta hiện nay là vấn nạn bơm chích tạp chất vẫn chưa được giải quyết. Phải chấm dứt cái tình trạng này thì mới cứu vãn được cái ngành tôm của mình, cái thương hiệu của mình, xuất khẩu đi các nước thì nó mới tốt được. Trong khi thị trường xuất khẩu cũng có nhiều biến động, thì Mỹ, nước lớn nhất nhập khẩu tôm của Việt Nam, chính thức rút khỏi TPP. Bỏ TPP thì sẽ bất lợi, là không sửa theo cái chuẩn mực chung của quốc tế thì cạnh tranh nó không công bằng, không lành mạnh. Từ những khó khăn mà nông dân và doanh nghiệp đang đối mặt cho thấy, thách thức đối với ngành tôm nước ta là không hề nhỏ và cần sớm được tháo gỡ để ngành hàng này phát triển bền vững hơn. Trái ngược với tình hình xuất khẩu tôm, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam những tháng cuối năm 2016 vừa qua sụt giảm. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của năm mới 2017, Việt Nam đã thu hút được trên 1,42 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Cụ thể là trong tháng qua, cả nước đã thu hút được 175 dự án FDI mới với số vốn đăng ký đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó thì tháng qua cũng đã có 76 lượt dự án đã được cấp phép đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm là 179,2 triệu đô la Mỹ. Bình Dương là địa phương đứng đầu cả nước về thu hút FDI trong tháng qua với
666,2 triệu đô la Mỹ. Còn tính về nhà đầu tư thì Singapore tháng qua đã vượt mặt Hàn Quốc, vươn lên tạm đứng đầu với 416,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 33,5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với 347,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 28%. Thưa quý vị và các bạn, mặt bằng lãi suất trong năm 2016 đã giảm, nhưng chính phủ trong năm 2017 này vẫn tiếp tục yêu cầu hệ thống ngân hàng phấn đấu để giảm thêm lãi suất cho vay. Để làm được điều này, thì ngoài việc cắt giảm thêm chi phí, thì các ngân hàng cần phải đẩy nhanh hàng loạt các nhiệm vụ quan trọng khác như tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Bởi chỉ có làm như vậy, thì việc giảm lãi suất trong thời gian tới mới bền vững và tránh được các rủi ro cho toàn hệ thống ngân hàng. Mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2017 của ngân hàng này sẽ tiếp tục giảm thêm. Theo lãnh đạo ngân hàng ngoại thương thì nhiệm vụ này hoàn toàn có cơ sở bởi nợ xấu của ngân hàng cơ bản đã được xử lý xong nên có thể toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ giảm lãi suất trong thời gian tới. Với những diễn biến kinh tế vĩ mô và áp lực lạm phát thì việc ổn định mặt bằng lãi suất của năm 2017 là một nỗ lực rất lớn của hệ thống ngân hàng tại Vietcombank. Thì do đã kiểm soát và xử lý được nợ xấu nên có dư địa để ổn định mặt bằng lãi suất như hiện nay và thậm chí có thể giảm nhẹ lãi suất cho vay, đặc biệt là lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và đối với doanh nghiệp khởi nghiệp. Không chỉ giảm lãi suất mà hệ thống ngân hàng còn phải kiềm chế lạm phát, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện tái cơ cấu hệ thống, xử lý nợ xấu triệt để. Xem ra năm 2017 được coi là một năm nhiều việc vất vả đối với hệ thống ngân hàng. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước đã ban hành liên tiếp 3 chỉ thị với các yêu cầu cụ thể về những nhiệm vụ quan trọng cho cả hệ thống. Cơ hội để giảm lãi suất cho vay là có thật và nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái việc tức là ngân hàng trung ương mở rộng tín dụng tới đâu hoặc là tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng tới đâu. Tức là nó phụ thuộc rất lớn vào cái chuyện tức là ngân hàng trung ương mở rộng cung ứng tiền tới đâu. Và cái thứ hai tức là nó phụ thuộc rất lớn vào cái việc là ngân hàng trung ương cùng với các ngân hàng thương mại xử lý nợ xấu tới đâu. Một trong những nhiệm vụ được coi là trọng tâm và cấp bách trong năm 2017 của ngành ngân hàng đó là sớm trình Quốc hội thông qua một cơ chế xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo bằng một luật riêng. Đây sẽ là cơ hội tích cực trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ các ngân hàng xem xét hạ lãi suất. Ngày 5 tháng 2 đến khảo sát mô hình xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đánh giá cao tính khả thi của mô hình này, đồng thời cho biết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ học tập cách làm của Bình Dương để giúp người dân thành phố giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho người dân ở đô thị có số lượng người lao động cũng như người nhập cư lớn nhất cả nước. Trong chuyến khảo sát, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng đã đề nghị Tổng công ty BKMS ADC, đơn vị chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở xã hội tại Bình Dương, cùng hỗ trợ và hợp tác xây dựng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp của thành phố. Được biết, đề án phát triển nhà ở xã hội được tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty BKMS triển khai từ năm 2012 đến nay. Đề án có quy mô 155 ha gồm 37 dự án với trên 64.000 căn hộ có giá trị bình quân 100 triệu đồng mỗi căn, đáp ứng chỗ ở cho 164.000 người. Thưa quý vị, thời điểm sau Tết Nguyên Đán thì ngư dân ở các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh Quảng Trị đã tích cực ra khơi để đánh bắt hải sản. Những chuyến đi biển đầu tiên của năm mới cập bờ với rất nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, mang đến không khí thật phấn khởi, hy vọng một năm đánh bắt thật thành công. Sau Tết, bắt đầu từ 7 giờ sáng ở các điểm thuyền cập bến ở xã Do Hải, huyện Do Linh, hàng chục tàu thuyền trở về sau một đêm đánh bắt mang theo nhiều lộc biển. Không khí thu mua hải sản khá tấp nập, nhộn nhịp. Sản phẩm đánh bắt được của bà con ngư dân trong những ngày đầu xuân này chủ yếu là cá cháo và ghẹ. Bà con ngư dân cho biết năm nay giá các loại hải sản cao hơn năm trước. Thu nhập giống mấy năm trước á, là ổn định, rồi năm vừa rồi cá chết á, là mất giá. Nhưng mà chứ năm nay là cũng dân họ muốn là cho giá cả lên cao hơn để cho người dân họ làm ăn cho ổn định hơn. Đầu năm mua ở biển thì thuận lợi, trong nhà cũng được khoảng 3-4 triệu là cá khoai. Những ngày đầu xuân, thời tiết nắng ấm, biển êm thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản. Vì thế, từ ngày mùng 2 Tết, bà con ngư dân ở các xã vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị đã tích cực ra khơi đánh bắt hải sản để bù lại những ngày biển động cuối năm. Hải sản khai thác trong những ngày đầu năm rất dễ tiêu thụ vì tươi ngon và giá bán cũng cao hơn ngày thường nên đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho ngư dân.
Từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết Đinh Dậu, nhiều gia đình ngư dân có nguồn thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng. Phấn khởi với những chuyến ra khơi đầu năm được nhiều lộc biển, bà con ngư dân vùng biển Bãi Ngang, tỉnh Quảng Trị quyết tâm khắc phục khó khăn bám biển, tăng chuyến ra khơi để tăng thu nhập. Với những chuyến biển đầu năm thắng lợi, đây là tín hiệu vui để ngư dân Bãi Ngang đang còn nhiều khó khăn có được một năm đánh bắt trúng mùa, được giá và có được cuộc sống ấm no từ ngư trường mà họ gắn bó bao đời nay. Trong phần tiếp theo của chương trình, sự bứt phá về số lượng du khách trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua đã khiến du lịch Việt Nam bội thu ngay từ đầu năm. Vấn đề này sẽ được làm rõ cùng vị khách mời có mặt trực tiếp tại trường quay. Tăng cường ngoại giao nhân dân Việt Nam-Mỹ từ chuyến công tác thực tế đến bang Maryland của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 năm nay kéo dài đến 7 ngày, thời tiết lại khá thuận lợi trên khắp mọi miền đất nước, đã tạo điều kiện cho ngành du lịch Việt Nam khởi sắc. Theo các con số thống kê, sau ngày nghỉ Tết thì hầu hết các điểm du lịch trong cả nước đều ghi nhận sự bứt phá về số lượng khách du lịch ngay trong những ngày đầu năm mới. Điểm đặc biệt là không chỉ có sự tăng lượng khách quốc tế mà lượng khách nội địa cũng có mức tăng bất ngờ. Trong phần tiêu điểm của bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn lại về mùa bội thu của du lịch Việt trong dịp Tết năm nay. Và trước hết chúng ta hãy cùng theo dõi tổng hợp về tình hình du lịch Việt Nam trong những ngày đầu năm mới 2017. Tại Sapa, chỉ trong 3 ngày Tết đã đón hơn 7.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. 70% lượng khách đến Sapa là người nước ngoài. Bên cạnh đó, khách trong nước chủ yếu là từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền Trung, miền Nam. Du khách đến Sapa để khám phá cảnh quan hùng vĩ hay nóc nhà Đông Dương Phan Xipang và các nét đẹp đặc trưng của Sapa. Những khu vui chơi giải trí, điểm tham quan tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết vừa qua đã thu hút hàng trăm nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước. Tại Hà Nội, ngay từ đêm 30 Tết, người dân thủ đô và du khách các tỉnh đã nô nức kéo đến những điểm vui chơi như Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, công viên, các đền chùa. Các khu vui chơi lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đón hàng trăm nghìn khách từ thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận đổ về trong những ngày đầu năm. Đặc biệt năm nay, phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết, có những ngày đường hoa vẫn đông kín khách tham quan đến tận 1-2 giờ sáng. Do đó, chính quyền thành phố đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa đường hoa thêm một ngày so với mọi năm để người dân thưởng ngoạn. Mùng 6 tháng Giêng mới khai hội chùa Hương, nhưng trước đó mấy ngày, du khách đã nườm nượp đi chảy hội. Từ sáng sớm, nhiều đoạn đường lên núi để vào động hương tích đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Từ năm nay, giá vé tham quan của chùa Hương tăng 60%, nhưng lượng du khách thậm chí còn tăng hơn so với mọi năm. Hệ thống cáp treo và đò ngang cũng rơi vào tình trạng quá tải. Trong những ngày đầu xuân này, phố núi Đà Lạt là sự lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Lượng khách đổ về đây ước tính khoảng 300.000 lượt người, tăng cao so với các năm trước. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài lại trùng với dịp Đà Lạt tổ chức lễ hoa anh đào, khiến phố núi càng thêm rộn ràng, đông đúc hơn. Ngoài các địa điểm quen thuộc, các vườn sản xuất rau, hoa, dâu tây theo hướng nông nghiệp công nghệ cao cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan trong ngày đầu năm mới. Thống kê sơ bộ của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang trong những ngày Tết, trung bình mỗi ngày có hơn 10.000 lượt khách đi tham quan các đảo trong vịnh, chủ yếu là khách du lịch nội địa từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, lượng khách quốc tế chủ yếu đến từ hai thị trường Trung Quốc và Nga cũng tăng cao. Còn tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong mấy ngày Tết đã ghi nhận hàng chục nghìn khách du lịch đến tham quan, khiến công tác vận chuyển khách bằng đường thủy quá tải, không kịp phục vụ. Và để hiểu hơn về sự khởi sắc của du lịch Việt Nam trong dịp Tết này thì chúng tôi đã mời đến trường quay của chương trình thời sự trong buổi tối ngày hôm nay, ông Lưu Đức Kế là giám đốc công ty Hà Nội Tourist, tổng công ty du lịch Hà Nội. Xin được cảm ơn ông đã dành chút thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để đến với phim trường của chương trình thời sự. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn đặt cho ông đó chính là ông có nhận định gì dưới góc nhìn của một người hoạt động du lịch lâu năm về sự tăng trưởng của khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán 2017 này ạ? Có sự đột biến hay bất ngờ gì không ạ? Theo ý kiến của cá nhân tôi thì đột biến thì có, nhưng bất ngờ thì không hẳn. Vì là cái việc mà tăng trưởng khách du lịch cao trong dịp Tết đã diễn ra vài năm nay. Đặc biệt về lượng khách nội địa thì như thế nào ạ? Song song với khách quốc tế, như tháng 1 thì chúng ta mới tổng kết sơ bộ đã có trên 1 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016. Nhưng cái lượng khách du lịch nội địa tăng còn ấn tượng hơn.
Vâng, như là ông đã trao đổi với chúng tôi là có đột biến nhưng mà ông không hề bất ngờ. Vậy là dưới góc độ của một đơn vị kinh doanh lữ hành thì ông đã biết trước được điều này. Vậy thì đơn vị của chúng ta, Hà Nội Tourist, đã có những cái động thái gì để chớp lấy thời cơ này ạ? Thực ra với các cái công ty mà có kinh nghiệm, có bản lĩnh để đón chờ những cái làn sóng tăng trưởng này thì phải rất bình tĩnh. Vì là nếu chúng ta mà chỉ quan tâm đến giống cái ý là chớp thời cơ như một cái cơ hội kinh doanh sinh lời ấy, thì nó sẽ mình sẽ không đáp ứng được, bởi vì cung cầu. Vì là người Việt Nam đã vài năm gần đây đã có cái thói quen chọn dịp Tết là đi du lịch, vừa là du xuân lễ hội cầu may và một phần là cũng là nghỉ dưỡng. Và cái tăng đó thì cung không thể đủ cầu. Do vậy là mình chỉ cố gắng tư vấn và làm những cái gì tốt nhất khi mà mình đã ký hợp đồng và cam kết với khách hàng và mình đặt được dịch vụ. Như ông vừa nói, cái thói quen du lịch của người Việt Nam đã có sự thay đổi. Và tôi cũng nhận thấy cái điều này là sự tăng trưởng du khách không chỉ diễn ra dịp Tết mà còn ở rất nhiều những cái kỳ nghỉ dài ở trong năm. Chúng ta đều thấy là vào những cái kỳ nghỉ lễ dài ngày thì ở những cái điểm tham quan du lịch dường như đã xuất hiện cái sự quá tải. Bên cạnh đó là những cái hoạt động dịch vụ, những cái hoạt động ăn theo cũng đã không đảm bảo được nhu cầu của lượng khách nội địa. Ông nhận định sao về vấn đề này ạ? Tôi vừa mừng nhưng mà cũng có hơi tiếc hơi buồn, là vì mừng là vì mình thấy rằng là người dân Việt Nam cái đời sống kinh tế thực sự là phát triển và cái đời sống tinh thần được quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng. Thế nhưng mà cái tiếc là chúng ta cái hạ tầng của du lịch và nhân lực của du lịch không đủ để đáp ứng vào những cái thời điểm nhất định, vào những cái kỳ nghỉ nhất định và vào những ở những địa phương nhất định. Vâng, có thể thấy là lượng khách du lịch nội địa tăng là một tiềm năng. Vậy thì dưới góc độ của một công ty du lịch lữ hành thì ông suy nghĩ như thế nào, cũng như là cần phải có những cái động thái nào để chúng ta cải thiện về chất lượng dịch vụ để đảm bảo là lượng khách du lịch nội địa sẽ được phục vụ tốt hơn trong thời gian tới ạ? Với các công ty làm lữ hành như chúng tôi thì thực ra chúng tôi là cầu nối giữa khách du lịch với các điểm đến du lịch, các cái đơn vị dịch vụ du lịch. Thì chúng tôi nhận định thế này, là trước hết là phải nhận thức, phải coi trọng khách du lịch tương đương như là khách quốc tế, không có phân biệt. Thứ hai là phải có nghiên cứu, phải có ý thức trách nhiệm nghiên cứu về cái khả năng tiêu dùng cũng như là thị hiếu du lịch của người du lịch Việt Nam đi trong nước Việt Nam, để mình có thể xây dựng được những cái sản phẩm phù hợp với năng lực tiêu dùng và cái thị hiếu của khách. Thứ ba là tôi nghĩ rằng là phải có đầu tư, tăng tốc đầu tư cho cái hạ tầng du lịch ở các điểm đến thì mới có thể đáp ứng được. Vâng, xin được cảm ơn ông Lưu Đức Kế đã đến với trường quay của chúng tôi trong buổi tối hôm nay và có những cái sự chia sẻ mà tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực đối với sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam trong những ngày đầu năm mới này. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Và tiếp tục chương trình, thưa quý vị, du lịch ngành công nghiệp không khói đang thực sự phát triển rất mạnh mẽ và được xác định sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta trong thời gian tới. Tại hội chợ du lịch 2017 đang diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ thì nhiều đơn vị lữ hành quốc tế đã nhận định những điểm đến của Việt Nam thực sự nổi tiếng với người dân nước họ. Còn đối với người dân trong nước thì việc đi du lịch giờ đây đã trở thành một nhu cầu trong mỗi kỳ nghỉ. Và với sự gia tăng nhanh chóng của khách du lịch nội địa thì ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước những áp lực mới, đòi hỏi ngành du lịch nói chung phải có những bước đi đổi mới, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của thị trường du lịch Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 5 tháng 2, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế Đất ngập nước. Sự kiện diễn ra tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, một trong những địa phương chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Việt Nam có trên 10 triệu hecta đất ngập nước, chiếm 30% diện tích đất liền. 1/5 dân số Việt Nam đang sống tại các khu đất ngập nước và phụ thuộc trực tiếp vào việc khai thác các sản phẩm sinh thái này. Tuy nhiên, hệ sinh thái của Việt Nam đang bị đe dọa bởi các hoạt động kinh tế như chuyển đổi sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, vấn đề khai thác công nghiệp quá mức tài nguyên sinh vật và tình trạng ô nhiễm. Cùng ngày, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động chương trình trồng cây 5.000 cây ngập mặn tại vùng ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, với ý nghĩa tạo vành đai che chắn bảo vệ khi có bão, triều cường, tạo thu nhập cho cộng đồng ven biển. Bên cạnh những vùng đất ngập trũng nước thì trên dải đất hình chữ S, Việt Nam cũng không hiếm những vùng đất khô cằn như sa mạc, khí hậu nóng quanh năm.
Và xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 2 vừa qua, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã có chuyến công tác thực tế đến bang Maryland. Đây là bang có nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao trên 73.000 đô la Mỹ mỗi năm, đứng thứ 3 tại nước này. Maryland có lợi thế về phát triển các ngành như công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng, du lịch cảng biển. Việt Nam thì hiện đang nằm trong top 20 đối tác thương mại lớn nhất của bang này. Chuyến đi không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác với một tiểu bang, mà còn là bước đi chủ động, tích cực truyền tải thông điệp về thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ-Việt Nam. Hiện thương mại hai chiều của cả hai nước đã tăng mạnh trên 20% mỗi năm, ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Khoảng 200 thành viên câu lạc bộ quốc tế thuộc bang Maryland đã đến dự buổi nói chuyện của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh. Phần lớn họ là những người cao niên, sống và làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Đối với họ, góc nhìn của Việt Nam về quan hệ song phương và vai trò của nước Mỹ trong giai đoạn chính quyền mới là những chủ đề rất thời sự. Ngài đại sứ đã rất thẳng thắn và sâu sắc, đánh giá đúng những thay đổi mà nước Mỹ đang trải qua hiện nay và đưa ra những phương hướng để thúc đẩy hợp tác song phương trong giai đoạn này. Buổi nói chuyện là một trong những hoạt động cụ thể trong chuyến công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác hơn nữa với bang Maryland. Trong cuộc gặp với Phó Thống đốc bang, ông Boyd Rusford sau đó, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác bằng các dự án cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực mà Maryland có thế mạnh như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng. Trong bối cảnh nước Mỹ có sự chuyển giao lãnh đạo và cùng với đó là những điều chỉnh về chính sách đối ngoại, Đại sứ quán mong muốn bằng những chuyến công tác cụ thể truyền đạt một cách hiệu quả thông điệp về quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Chúng ta tiếp tục trao đổi không chỉ ở đây mà ở rất nhiều nơi để chúng ta truyền tải cái thông điệp, một là Việt Nam coi trọng quan hệ Mỹ và sẽ cùng chính quyền mới để tiếp tục quan hệ đó, hai nữa là mối quan hệ thương mại Việt Nam Hoa Kỳ là rất quan trọng và có lợi cho cả hai bên. Và cái thứ ba nữa là cái công cuộc đổi mới ở Việt Nam là sẽ vẫn được tiếp tục, nó phục vụ chính lợi ích của nhân dân Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng tạo cái không gian và cái môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp ở nước ngoài. Nhân chuyến đi Maryland lần này, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Học viện Hải quân Walter Carter. Đây là một trong những cơ sở đào tạo hải quân hàng đầu thế giới. Tại buổi làm việc, ông Carter bày tỏ sẵn sàng hợp tác đào tạo với Việt Nam trong những lĩnh vực là thế mạnh của trường. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại nội dung chương trình ở địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của Ban truyền hình đối ngoại VTV4Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.